Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào khách. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Thành Luân trên YouTube. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2016, tức ngày rằm tháng 7 năm 2016. 15 tháng 7 âm lịch, Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế trường Huế bằng gỗ gụ gồm có 5 món. Bộ trường Huế hàng đẳng cấp này chúng tôi vừa mới xong phần mộc, cũng là vừa mới lắp ráp xong ở tại xưởng vệ tinh, xưởng sản xuất cũng như là hoàn thiện của Đồ Gỗ Thành Luân ở trong làng nghề thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây đây quý vị đang thấy trên màn hình đây. Đây. Bộ này gọi là bộ trường Huế gồm 5 món: đục, tích, tùng lọc và cúc kê, rất chi là đẹp, hàng tứ quý, cúc kê tứ quý đây. Rất đẹp. Và trước tiên đi trước sau trước khi đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi sẽ quay một vòng đi xung quanh bộ bàn ghế này để quý vị thấy được cái sản phẩm của chúng tôi. Bộ trường Huế này chúng tôi là đục chạm hai mặt như nhau. Đây quý vị đang thấy đây. Đục chạm hai mặt. Đây là phía sau của chiếc trường. Bộ này gồm có 5 món, gồm có 2 trường dài. Quý vị đang thấy trên màn hình đây, 2 trường dài, 1 ghế to cộng với cả 2 đôn. Đó, quý vị đang thấy trên màn hình này. Ngoài cái bộ trường Huế ra Thành Luân, chúng tôi còn rất nhiều các bộ trường hàng mẫu của Huế thời cổ cũng như là đây, quý vị đang thấy đây. Này chúng tôi đang dựng tầm độ khoảng chục hơn chục bộ trường kỷ đang ở trong xưởng, kho xưởng ở trong nhà thờ tổ của Đồ Gỗ Thành Luân. Quý vị đang thấy trên màn hình đây. Và bên cạnh phía bên cạnh này chúng tôi đang trưng bày một bộ trường tích. Trường Huế nhưng mà đục tích Bát Tiên. Đây quý vị đang thấy đây gồm có 8 món. 8 món. Bộ này chúng tôi đã có khách hàng đặt rồi. Bộ này là chúng tôi là làm theo yêu cầu của một khách hàng, anh đang làm việc ở Hà Nội. Công tác làm việc ở Hà Nội nhưng quê gốc anh ở Hưng Yên, và sau khi chúng tôi hoàn thiện xong bộ này chúng tôi sẽ chuyển về quê Hưng Yên cho anh. Và phía xa kia là công nhân chúng tôi đang hoàn thiện lốt cái bộ trường ngũ lân gồm có 6 món cho anh Khải, anh ở Linh Đàm, Hà Nội. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, anh đã về ký tên và đăng ký bộ đó rồi. Và phía xa nữa kia, chúng tôi còn 2 bộ trường kỷ gỗ lim, một bộ đục tứ quý và một bộ đục chen cò. Đây quý vị đang thấy trên màn hình chưa? Anh chợ chúng tôi đang lau lội vân lên, tôi sẽ quay video clip giới thiệu quý vị rất nhiều. Và ngoài ra các cái sản phẩm trên của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi rất nhiều, còn bạt ngàn tràn lan. Nhân vật chính trong cái clip này chính là bộ trường Huế gồm có 5 món. Đây quý vị đang thấy này. Bây giờ đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng xin giới thiệu bộ trường Huế này. Đây, gồm có 2 chiếc trường dài. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại trong kho xưởng hoàn thiện của Đồ Gỗ Thành Luân và cũng là nhà thờ tổ, thờ cụ Kiên, tổ tiên của Đồ Gỗ Thành Luân. Chúng tôi cũng là người thân sinh, những người đã dạy nghề cho chúng tôi được có ngày hôm nay. Chúng tôi cũng là đời thứ 3 đã làm cái nghề này rồi. Thành Luân tôi bây giờ xin đi vào đường nét chi tiết của chiếc trường đầu tiên để tôi sẽ kê lùi ra. Đấy. Quý vị có thể xem chi tiết được đây. Trên màn hình quý vị là chiếc trường đầu tiên đây. Và trên mặt chiếc trường chúng tôi có ghi số điện thoại của Đồ Gỗ Thành Luân 0972770888 hoặc 0967110389. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo 2 số điện thoại trên màn hình đó. Và bây giờ đi vào đường nét chi tiết thì bộ này thì nó cũng lơ lớ như bộ trường Ngũ Lân mà chúng tôi đã giới thiệu. Nhưng mà bộ này là trường Huế. Để đường nét chúng tôi là cũng đục chạm hai mặt. Và phần tay này, tay cuốn đây, trường Huế này, trường Huế tay cuốn. Đó, tay cuốn đục chạm đây. Và đường nét đây. Hai phía tay này, hồi này chúng tôi là đục cuốn thư, chữ thọ. Và đi vào đường nét chi tiết. Chúng tôi là khi ở cái vách bên phải đây cũng là cái trường cuốn đây.
cái vách này cũng là vách cuốn rất chi là đẹp. Ở đây đường nét chi tiết đây được gỗ thành luân chúng tôi đây đục rất tinh xảo. Đây là tứ quý, mỗi một vách này chúng tôi đục một cái tứ quý một mẫu khác nhau là tùng cúc trúc mai và phía dưới là cúc kê. Cúc kê này có rất ý nghĩa, quý vị có thể lên mạng quý vị tìm hiểu về cái tích cúc kê này. Cúc kê với con gà đây, quý vị có thể thấy đây. Đây ở giữa vách giữa của chiếc ghế dài này là chúng tôi là đục tích là tùng lọc hiêu là lọc này, quý vị đang thấy đây. Và ở cái vách này thì hội tụ đầy đủ ba thứ là phúc lộc thọ. Phúc đây, phúc tức là chú rơi đây, quý vị đang thấy trên hình đây, phúc tức là chú rơi. Lộc đây, lộc là chú hiêu đó, và chữ thọ đây, phúc lộc thọ, phúc lộc thọ đó, rất thiện, rất chi là đẹp. Đây còn hội tụ nữa là ngũ phúc kim tiền mai cài thọ, quý vị có thể thấy được. Ở phía cạnh này cũng vậy, rồi đường nét được đục chạm rất tinh xảo. Đang thấy đây và chiếc bàn, bàn này thì là mẫu là cũng tương tự những bộ trường ngũ lân và bộ trường tích kia. Quý vị đang thấy trên màn hình kia, trường Huế đục tích bát tiên. Rồi tiếp theo là chiếc trường thứ hai, quý vị cũng đang thấy đây. Rất chi là đẹp, rất tinh xảo. Tôi xin nhắc lại nữa, hôm nay là rằm tháng 7 năm 2016, chúng tôi giới thiệu bộ bàn ghế trường Huế tay cuốn. Trường cuốn này, bộ bàn ghế trường cuốn tay cuốn trường Huế đây. Đục tích tùng lọc và cúc kê tứ quý đây. Và phía kia cũng là đội ngũ công nhân chúng tôi đang hoàn thiện lắp ráp các cái bộ bàn ghế. Ở phía cạnh này rất nhiều. Và ngoài các cái sản phẩm nhà chúng tôi còn rất nhiều các đồ sản phẩm chúng tôi kê trong nhà đây. Và phía dưới là nhà này rất nhiều. Còn chưa tính là hai cơ sở dưới Hải Phòng và một cơ sở ở khu cây xăng Tân Dân. Chúng tôi là rất nhiều hàng đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách. Quý khách có nhu cầu thì về trực tiếp cửa hàng đồ gỗ Thành Luân hoặc là về tại xưởng sản xuất cũng là hoàn thiện của đồ gỗ Thành Luân ở thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.